Luận Đại Trí Độ, tác giả Long Thọ, dịch Phạm Gia Hán, Kiều Mà Là Thập, Việt dịch Hòa Thượng Thích Thiện Siêu. Cuốn 41, giải thích phẩm ba giả thứ bảy, kinh Đại Văn Nhã ghi phần 2 phẩm thiện hiện thứ sáu. Kinh: Bấy giờ Phật bảo Tuệ Mạng Tu Bồ Đề, ông hãy dạy Bát Nhã Ba La Mật cho các Bồ Tát Ma Ha Tát, như các Bồ Tát Ma Ha Tát đáng được thành tựu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đến khi ấy, các Bồ Tát Ma Ha Tát và đại đệ tử Thanh Văn Chư Thiên vân vân khởi niệm rằng: Tuệ Mạng Tu Bồ Đề, dùng sức trí tuệ của mình sẽ nói Bát Nhã Ba La Mật cho các Bồ Tát Ma Ha Tát ư, hay là nhờ sức Phật? Tuệ Mạng Tu Bồ Đề biết tâm các Bồ Tát Ma Ha Tát, các đệ tử Chư Thiên liền nói với Tuệ Mạng Xá Lợi Phất rằng: Đệ tử Phật dám có thuyết pháp, có giáo thọ đều nhờ Phật lực. Phật thuyết pháp không trái với pháp tướng, các thiện nam tử học pháp ấy được chứng pháp ấy. Phật thuyết pháp như đèn chuyển chiếu, Xá Lợi Phất hết thảy thanh văn minh tri Phật thật không có năng lực thuyết Bát Nhã Ba La Mật cho các Bồ Tát Ma Ha Tát. Bấy giờ Tuệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thế Tôn nói Bồ Tát danh tự Bồ Tát, pháp gì gọi là Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, chúng con không thấy pháp gì pháp gọi là Bồ Tát, làm sao dạy cho Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ có danh tự gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát danh tự Bồ Tát cũng chỉ là danh tự. Danh tự ấy không ở trong, không ở ngoài, không ở trọng giữa. Tu Bồ Đề, ví như nói tên ngã do vào học mà có, tên ngã ấy không sinh, không diệt. Chỉ dùng danh tự thế gian để nói, như các danh tự chúng sinh, thọ mạng, sinh già, dưỡng dục, chúng số, người, kẻ làm, kẻ khiến làm, kẻ khởi dậy, kẻ khiến khởi dậy, kẻ thọ, kẻ khiến thọ, kẻ biết, kẻ thấy, vân vân là pháp do hòa hợp nên có. Các danh tự ấy không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bồ Tát danh tự Bồ Tát cũng như vậy, đều do hòa hợp nên có, là cũng không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Tu Bồ Đề, vì như thân do hòa hợp nên có, là cũng không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Tu Bồ Đề, vì như sắc thọ tưởng hành thức cũng do hòa hợp nên có, là cũng không sanh không diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát danh tự Bồ Tát cũng như vậy, đều do hòa hợp nên có, là không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Tu Bồ Đề, ví như mắt do hòa hợp nên có, là cũng không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Mắt ấy không ở trong, không ở ngoài, không ở trọng giữa. Tai mũi lưỡi thân ý do hòa hợp nên có, là cũng không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Xong cho đến pháp cũng như vậy, nhãn giới do hòa hợp nên có, là cũng không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Cho đến ý thức giới cũng như vậy, Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát danh tự Bồ Tát cũng như vậy, đều do hòa hợp nên có, là cũng không sinh diệt, chỉ dùng danh tự để nói. Danh tự ấy không ở trong, không ở ngoài, không ở trong giữa. Tu Bồ Đề, ví như nội thân gọi là đầu, chỉ có danh tự gọi là cổ, vai, tay, lưng, gân, bắp, vế, xương đùi, cẳng, chân là do hòa hợp nên có. Pháp ấy và danh tự không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự để nói. Danh tự ấy cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở trong giữa. Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát danh tự Bồ Tát cũng như vậy, đều do hòa hợp nên có, chỉ dùng danh tự để nói. Pháp ấy cũng không sinh không diệt, không ở trong, không ở ngoài, không ở trong giữa. Tu Bồ Đề, ví như ngoại vật cỏ cây cành lá cọng mắc, tất cả vật ấy chỉ dùng danh tự để nói. Pháp ấy và danh tự cũng không sinh không diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở trong giữa. Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát danh tự Bồ Tát cũng như vậy, đều do hòa hợp nên có. Pháp ấy và danh tự cũng không sinh không diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở giữa. Tu Bồ Đề, ví như quá khứ chư Phật do hòa hợp nên có, là cũng không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự để nói. Pháp ấy cũng chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, chẳng phải ở giữa. Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát danh tự Bồ Tát cũng như vậy. Tu Bồ Đề, ví như mộng, tiếng vang, bóng, huyễn, sóng, nắng, việc biến hóa của Phật đều là hòa hợp nên có, chỉ dùng danh tự để nói. Pháp ấy và danh tự không sinh không diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở giữa. Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát danh tự Bồ Tát cũng như vậy. Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, giả đặt ra danh, giả đặt ra thọ, giả đặt ra pháp, như vậy nên học. Luận hỏi:
Phật đã nói các Bồ Tát Ma Ha Tát có phước đức trí tuệ lợi căn hơn các thanh văn, cớ sao lại sai Tu Bồ Đề thuyết? Đáp: trong trường tướng lưỡi ở trước đã nói, do có hai nhân duyên nên Phật sai khiến Tu Bồ Đề thuyết. Lại nữa, Phật có hai đức tôn trọng vì tâm kính sợ, không dám hỏi Phật, sợ không tự mình hỏi hết. Lại nữa, Phật biết tâm chúng có nghi, vì chúng sinh kính sợ Phật, không dám phát ra lời hỏi. Vì sao? Vì chúng sinh thấy thân Phật như núi Tu Di, lưỡi trùng bát ngàn đại thiên thế giới, thân xuất ra vô lượng các thứ ánh sáng. Khi ấy chúng hội tâm đều kinh sợ, không dám phát ra lời hỏi. Mỗi mỗi tự nghĩ ta sẽ làm sao theo Phật nghe Pháp. Vì vậy Phật sai Tu Bồ Đề thuyết Pháp cho chúng và nói, ông thuyết Pháp đều là do Phật lực, như trong kinh nói. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật có hai thứ, một là thuyết chung cho cả thanh văn Bồ Tát, hai là chỉ thuyết cho Pháp thân Bồ Tát. Vì tạp thuyết nên sai Tu Bồ Đề trước hết, rồi đến Di Lặc Xá Lợi Phất Thích Đề Hoàn Nhân. Khi ấy chúng hội nghe Phật sai Tu Bồ Đề thuyết, tâm đều kinh nghi. Tu Bồ Đề biết tâm mọi người nên nói với Xá Lợi Phất, vân vân, hết thầy thành phần thuyết được, biết được đều nhờ Phật lực, chúng ta sẽ thừa oai lực Phật thuyết Pháp. Ví như người truyền ngữ, vì cớ sao? Vì Phật thuyết Pháp không trái với Pháp tướng, các đệ tử học Pháp ấy được chứng ngộ, dám có nói gì đều nhờ Phật lực. Điều chúng ta nói tức là Phật nói, vì cớ sao? Vì hiện tại ở trước Phật mà thuyết, chứ chúng ta tuy có mắt trí tuệ, nếu không gặp Phật Pháp, thời không thấy gì. Ví như đêm đi đường hiểm, không có người cầm đèn, thời không qua được. Phật cũng như vậy, nếu không lấy đèn trí tuệ chiếu soi chúng ta, thời chúng ta không thấy gì. Lại nói với Xá Lợi Phất, hết thảy thanh văn bích chi Phật còn không có sức có thể nói Bát Nhã Ba La Mật cho các Bồ Tát, huống tôi một người. Vì cớ sao? Vì trí tuệ Bồ Tát rất sâu, hỏi đáp sâu xa, các pháp thiền cận khác. Đối trước Bồ Tát nói ra còn khó, huống gì pháp sâu xa. Nhưng người có thể ăn một hộp cơm mà đi theo xin người chỉ có một đấu cơm để trừ đói, thời không thể trừ được. Vì vậy nên nói thanh văn bích chi Phật không có sức có thể nói Bát Nhã cho các Bồ Tát. Tu Bồ Đề nói rõ Bồ Tát tôn quý, Phật cũng nhận như vậy. Này Tu Bồ Đề muốn thuyết pháp thật tướng nên nói trong hết thảy pháp, tìm Bồ Tát không thể có được, vì Bồ Tát không thể có được nên danh tự Bồ Tát cũng không thể có được. Vì Bồ Tát danh tự Bồ Tát không thể có được nên Bát Nhã Ba La Mật cũng không thể có được. Ba việc ấy không thể có được, ta làm sao giải Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát? Hỏi: Phật sai Tu Bồ Đề thuyết Bát Nhã cho các Bồ Tát, mà Tu Bồ Đề nói không có Bồ Tát là trái với Phật, sao Phật tán đồng? Đáp: có hai cách, một là tâm chấp trước mà nói, hai là tâm không chấp trước mà nói. Này Tu Bồ Đề dùng tâm không chấp trước mà nói không, Phật không quả trách. Lại nữa, Tu Bồ Đề thường thực hành không tam muội, biết các pháp là không, nên Phật bảo Tu Bồ Đề thuyết Bát Nhã Ba La Mật cho các Bồ Tát, mà Bồ Tát lại rút giáo không. Thế nên Tu Bồ Đề kinh ngạc nói, làm sao có Bồ Tát? Phật liền thuận thành, Bồ Tát như vậy, từ khi phát tâm lại đây cho đến khi thành Phật đạo đều rút giáo không, nên không thể có được. Nếu dạy như vậy, tức là dạy Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát. Lại nữa, phàm có hai pháp, một danh tự, hai nghĩa của danh tự, như lửa có thể chiếu sáng, có thể đốt là nghĩa của nó. Chiếu sáng là tạo sắc, đốt lửa là hỏa đại, đất nước gió lửa là bốn đại năng tạo, sắc hương vị xúc là bốn đại sở tạo. Hai pháp ấy hợp lại gọi là lửa, nếu lìa hai pháp ấy có lửa, lại phải nên có công dụng thứ ba, song trừ đốt trừ chiếu sáng lại không có công dụng thứ ba, nên biết hai pháp hòa hợp giả gọi là lửa. Tên lửa ấy không ở trong hai pháp, vì sao? Vì pháp có hai mà lửa là một, một không làm hai, hai không làm một. Nghĩa là hai danh pháp không hợp nhau. Vì cớ sao? Vì nếu hai pháp hợp làm một, thời khi nói lửa lẽ phải bị cháy miệng. Nếu hai pháp biệt nhau, thời khi tìm lửa lẽ đáng được nước. Có các nhân duyên như vậy, biết lửa không ở trong hai pháp. Nhưng nếu lửa lìa ngoài hai pháp, thời khi nghe tên lửa không nên ở nơi hai pháp sinh tưởng lửa. Nhưng nếu lửa chẳng giữa hai pháp, thời không có chỗ nương tựa. Hết thảy pháp hữu vi đều không có chỗ nương tựa. Nếu ở trung gian thời không thể biết, vì vậy lửa không ở ba chỗ chỉ có tên giả. Bồ Tát cũng như vậy, do hai pháp là danh và pháp hòa hợp nên gọi là Bồ Tát. Việc sắc khác, việc danh khác, nếu quyết định có Bồ Tát, thời nên lại có việc thứ ba, nhưng không có việc ấy nên biết giả gọi là Bồ Tát. Danh tự Bồ Tát cũng như vậy, không ở trong, không ở ngoài, không ở trọ giữa,
Trong đây Phật nói thí dụ như năm uẩn hòa hợp gọi là ngã, mà thật ngã không thể có được. Chúng sinh cho đến kẻ biết kẻ thấy đều là pháp giả danh, do năm uẩn nhân duyên hòa hợp sinh. Các pháp ấy thật không danh không diệt, thế gian chỉ dùng danh tự để nói. Bồ Tát danh tự Bồ Tát, Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy, đều là pháp giả danh do nhân duyên hòa hợp. Trong đây Phật lại nói thí dụ, có người nói do năm uẩn hòa hợp có chúng sinh nên chúng sinh không, nhưng có pháp năm uẩn Phật nói chúng sanh không, năm uẩn cũng do hòa hợp nên giả gọi là có. 12 xứ 18 xứ cũng như vậy. Lại nữa, Bồ Tát có hai hạng, một tọa thiền, hai tụng kinh. Hạng tọa thiền thường quán thân do các phần xương vân vân hòa hợp giả gọi là thân, tức lấy cảnh sở quán ấy làm thí dụ và biết rằng phần xương đầu hòa hợp nên gọi là đầu, phần xương chân hòa hợp nên gọi là chân, xương đầu xương chân vân vân hòa hợp nên gọi là thân. Mỗi mỗi truy tìm đều không có căn bản. Vì cớ sao? Vì đây là điều thường tập thường quán nên lấy đó làm thí dụ. Hạng không tọa thiền thì lấy cây cỏ cành lá hoa trái làm thí dụ. Như chư Phật quá khứ cũng chỉ có danh tự, dùng danh tự ấy có thể thuyết giảng. 10 thí dụ cũng chỉ có danh tự, nghĩa Bồ Tát cũng như vậy. Nghĩa 10 thí dụ như trước đã nói, Bồ Tát nên học ba thứ bà la nhiếp đà như vậy. Một, pháp năm uẩn vân vân ấy là pháp ba la nhiếp đà. Hai, năm uẩn nhân duyên hòa hợp nên gọi là chúng sanh. Các xương hòa hợp nên gọi là xương đầu, như gốc cành nhánh lá hòa hợp nên gọi là cây, ấy là thọ ba la nhiếp đà. Ba, dùng danh tự ấy chấp thủ tướng hai pháp nói là hai thứ, ấy là danh tự ba la nhiếp đà. Lại nữa, các vi trần hòa hợp nên có pháp thô sinh ra, như vi trần hòa hợp nên có sắc thô, ấy là pháp ba la nhiếp đà. Vì từ pháp có pháp, pháp thô ấy hòa hợp mà có tên gọi, như do vì hay đốt hay chiếu sáng nên có tên gọi là lửa, do danh và sắc nên có người, danh và sắc là pháp, người là tên giả, ấy là thọ ba la nhiếp đà. Vì chấp thủ sắc chấp thủ danh nên gọi là thọ. Bên cạnh nhiều danh tự lại có nhiều danh tự, như bên cạnh danh tự cột kèo ngón vân vân lại có danh tự nhà, như bên cạnh danh tự cành lá có danh tự cây, ấy là danh tự ba la nhiếp đà. Hành giả cho biết phá danh tự ba la nhiếp đà, đến phá thọ ba la nhiếp đà, sau phá thọ ba la nhiếp đà đến phá pháp ba la nhiếp đà. Phá pháp ba la nhiếp đà là đến trong thật tướng các pháp. Thật tướng các pháp chính là các pháp và danh tự không bát nhã ba la mật kinh. Lại nữa, tu bồ đề bồ tát ma ha tát thực hành bát nhã ba la mật, không thấy sắc danh tự là thường, không thấy thọ tưởng hành thức danh tự là thường, không thấy sắc danh tự vô thường, không thấy thọ tưởng hành thức danh tự vô thường, không thấy sắc danh tự vui, không thấy sắc danh tự khổ, không thấy sắc danh tự ngã, không thấy sắc danh tự vô ngã, không thấy sắc danh tự không, không thấy sắc danh tự vô tướng, không thấy sắc danh tự vô tác, không thấy sắc danh tự tịch diệt, không thấy sắc danh tự dơ, không thấy sắc danh tự sạch, không thấy sắc danh tự sinh, không thấy sắc danh tự diệt, không thấy danh sắc, sắc danh tự trong, không thấy sắc danh tự ngoài, không thấy sắc danh tự ở trong giữa. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Nhãn và sắc, nhãn thức, nhãn xúc, nhân duyên nhãn và xúc sinh ra các thọ cho đến ý và pháp, ý thức, ý xúc, nhân duyên ý và xúc sinh ra các thọ cũng như vậy. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, danh tự Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát, danh tự Bồ Tát, nơi tánh hữu vi cũng không thấy, nơi tánh vô vi cũng không thấy. Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật đều không phải phân biệt pháp ấy. Bồ Tát ấy thực hành Bát Nhã Ba La Mật, trú trong pháp bất hoại. Khi tu bốn niệm xứ, không thấy Bát Nhã Ba La Mật, không thấy danh tự Bát Nhã Ba La Mật, không thấy Bồ Tát, không thấy danh tự Bồ Tát, cho đến khi tu 18 pháp không chung, không thấy Bát Nhã Ba La Mật, không thấy danh tự Bát Nhã Ba La Mật, cũng không thấy Bồ Tát, không thấy danh tự Bồ Tát. Như vậy, Bồ Tát Ma Ha Tát khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật chỉ biết thật tướng các pháp, thật tướng các pháp là không như không sạch. Như vậy, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật nên biết ấy là danh tự giả đặt ra. Biết danh tự giả rồi, không chấp trước sắc, không chấp trước thọ tưởng hành thức, không chấp trước mắt cho đến ý, không chấp trước sắc cho đến pháp, không chấp trước nhãn thức cho đến không chấp trước ý thức, không chấp trước nhãn xúc cho đến không chấp trước ý xúc, không chấp trước nhãn và xúc làm nhân duyên sinh thọ hoặc khổ hoặc vui, hoặc không khổ không vui, cho đến không chấp trước ý và xúc làm nhân duyên sinh thọ hoặc khổ hoặc vui, hoặc không khổ không vui,
không chấp trước tánh hữu vi, không chấp trước tánh vô vi, không chấp trước thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiện ba la mật, bát nhã ba la mật. Không chấp trước bằng 12 tướng, không chấp trước thân Bồ Tát, không chấp trước nhục nhãn Bồ Tát, không chấp trước Phật nhãn, không chấp trước trí ba la mật, không chấp trước thần thông ba la mật, không chấp trước nội không cho đến không chấp trước vô pháp hữu pháp không, không chấp trước thành tựu chúng sinh, không chấp trước nghiêm tịnh Phật độ, không chấp trước pháp phương tiện. Vì cớ sao? Vì các pháp ấy không có người chấp trước, không có pháp chấp trước, không có chỗ chấp trước, vì đều không có. Như vậy tu Bồ Đề Bồ Tát Ma Ha Tát khi thực hành bát nhã ba la mật, không chấp trước hết thảy pháp, bèn tam ích thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiện ba la mật, bát nhã ba la mật vào Bồ Tát vị, được địa vị bất thối, đầy đủ Bồ Tát thần thông, dạo qua một nước Phật đến một nước Phật, thành tựu chúng sinh cung kính tôn trọng tán thán chư Phật để nghiêm tịnh Phật độ. Vì thấy chư Phật để cúng dường, đồ cúng dường thành tựu thiện căn đều được tùy ý, cũng nghe chư Phật thuyết pháp, nghe rồi cho đến khi chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không quên mất được các môn Đà La Ni, các môn tam muội. Như vậy tu Bồ Đề Bồ Tát Ma Ha Tát khi thực hành bát nhã ba la mật nên biết các pháp là tên giả đặt ra. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Sắc là Bồ Tát chăng? Thọ tưởng hành thức là Bồ Tát chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Mặt tài mũi lưỡi thân ý là Bồ Tát chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Sắc tiếng mùi vị pháp là Bồ Tát chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Nhãn thức cho đến ý thức là Bồ Tát chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Địa chủng là Bồ Tát chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Nước lửa gió không thức chủng là Bồ Tát chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Vô mình là Bồ Tát chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cho đến già chết là Bồ Tát chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Địa sắc là Bồ Tát chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Tưởng sắc như là Bồ Tát chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cho đến tướng lão tử như là Bồ Tát chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Lìa tướng sắc như cho đến lìa tướng lão tử như là Bồ Tát chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Phật bảo Tu Bồ Đề, ông quan sát nghĩa thế nào mà nói sắc chẳng phải Bồ Tát, cho đến lão tử chẳng phải Bồ Tát, lìa sắc chẳng phải Bồ Tát, cho đến lìa lão tử chẳng phải Bồ Tát, tướng sắc như chẳng phải Bồ Tát, cho đến tướng lão tử như chẳng phải Bồ Tát, lìa tướng sắc như chẳng phải Bồ Tát, cho đến lìa tướng lão tử như chẳng phải Bồ Tát. Tu Bồ Đề thương, bạch Thế Tôn, chúng sinh rốt ráo không thể có được, huống gì sẽ là Bồ Tát. Sắc không thể có được, huống gì là sắc, lìa sắc, sắc như, lìa sắc như là Bồ Tát. Cho đến lão tử không thể có được, huống gì là lão tử, lìa lão tử như, lìa lão tử như là Bồ Tát. Phật bảo Tu Bồ Đề, lành thay, lành thay. Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát nên học như vậy. Vì chúng sinh không thể có được, nên bát nhã ba la mật cũng không thể có được. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Sắc là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng hành thức là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Sắc thường là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng hành thức thường là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Sắc vô thường là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng hành thức vô thường là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Sắc lạc là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng hành thức vui là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Sắc khổ là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng hành thức khổ là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Sắc ngã là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng hành thức ngã là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Sắc phi ngã là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng hành thức phi ngã là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Sắc không là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng hành thức không là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Sắc phi không là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng hành thức phi không là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Sắc tướng là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng hành thức tướng là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Sắc vô tướng là Bồ Tát nghĩa chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng hành thức vô tướng là Bồ Tát nghĩa chăng?
Thưa không, bạch Thế Tôn, sát tác là Bồ Tát Nghĩa Trang. Thưa không, bạch Thế Tôn, thọ tưởng hành thương tác là Bồ Tát Nghĩa Trang. Thưa không, bạch Thế Tôn, sắc vô tác là Bồ Tát Nghĩa Trang. Thưa không, bạch Thế Tôn, thọ tưởng hành thức vô tác là Bồ Tát Nghĩa Trang. Thưa không, bạch Thế Tôn, cho đến lão tử cũng như vậy. Phật bảo Tu Bồ Đề, ông quán xét nghĩa thế nào và nói sắc chẳng phải Bồ Tát Nghĩa, thọ tưởng hành thức chẳng phải Bồ Tát Nghĩa, cho đến sắc thọ tưởng hành thức vô tác chẳng phải Bồ Tát Nghĩa, cho đến lão tử cũng như vậy. Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, sắc xuất giáo không thể có được, huống gì vô sắc là Bồ Tát Nghĩa, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, sắc thường xuất giáo không thể có được, huống gì sắc vô thường là Bồ Tát Nghĩa, cho đến thức cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, sắc lạc xuất giáo không thể có được, huống gì sắc khổ là Bồ Tát Nghĩa, cho đến thức cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, sắc ngã xuất giáo không thể có được, huống gì sắc phi ngã là Bồ Tát Nghĩa, cho đến thức cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, sắc có xuất giáo không thể có được, huống gì sắc không là Bồ Tát Nghĩa, cho đến thức cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, sắc tướng xuất giáo không thể có được, huống gì sắc vô tướng là Bồ Tát Nghĩa, cho đến thức cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, sắc tác là xuất giáo không thể có được, huống gì sắc vô tác là Bồ Tát Nghĩa, cho đến thức cũng như vậy. Phật bảo Tu Bồ Đề, lành thay, lành thay, như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, sắc nghĩa không thể có được, thọ tưởng hành thức nghĩa cho đến vô tác nghĩa không thể có được, nên học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Tu Bồ Đề, ông nói còn không thấy pháp gọi là Bồ Tát. Tu Bồ Đề, các pháp không thấy các pháp, các pháp không thấy pháp tánh, pháp tánh không thấy các pháp, pháp tánh không thấy địa chủng, địa chủng không thấy các tánh, cho đến thức chủng không thấy pháp tánh, pháp tánh không thấy thức chủng, pháp tánh không thấy tánh mắt sắc nhãn thức, tánh mắt sắc nhãn thức không thấy pháp tánh, cho đến pháp tánh không thấy tánh ý pháp ý thức, tánh ý pháp ý thức không thấy pháp tánh. Tu Bồ Đề, tánh hữu vi không thấy tánh vô vi, tánh vô vi không thấy tánh hữu vi, vì cớ sao? Vì địa hữu vi không thể nói vô vi, địa vô vi không thể nói hữu vi. Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, đối với các pháp không thấy gì, khi ấy không kinh không sợ không hãi, tâm cũng không chìm đắm không hối hận. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát ấy không thấy sắc thọ tưởng hành thức, không thấy mắt cho đến ý, không thấy sắc cho đến pháp, không thấy dâm độ si, không thấy vô minh cho đến lãng tử, không thấy ngã cho đến kẻ biết kẻ thấy, không thấy cõi dục cõi sắc cõi vô sắc, không thấy tầm thành văn tầm đích chi Phật, không thấy Bồ Tát, không thấy pháp Bồ Tát, không thấy Phật đạo Bồ Tát ấy. Vì không thấy tất cả pháp nên không kinh không sợ không hãi, không chìm đắm không hối hận. Tu Bồ Đề thưa Phật rằng, bạch Thế Tôn, nhân duyên gì tâm Bồ Tát không chìm đắm không hối hận? Phật bảo Tu Bồ Đề, hết thảy tâm tâm số pháp của Bồ Tát Ma Ha Tát là không thể có được, không thể thấy, nên tâm Bồ Tát Ma Ha Tát không chìm đắm không hối hận. Bạch Thế Tôn, làm sao tâm Bồ Tát không kinh không sợ không hãi? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy ý và ý giới không thể có được, không thể thấy, vì vậy nên không kinh, không sợ, không hãi. Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đối với hết thảy pháp không thể có được nên hành Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát trong tất cả hành xứ không thủ đắc Bát Nhã Ba La Mật, không thủ đắc danh tự Bồ Tát, cũng không thủ đắc tâm Bồ Tát, tức là dạy Bồ Tát Ma Ha Tát. Luật, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, quán sắc pháp danh tự chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, cho đến nơi tánh hữu vi vô vi không thể có Bồ Tát danh tự Bồ Tát. Như trước nói, đối với hết thảy pháp không khởi ước tưởng phân biệt, Bồ Tát trụ trong pháp bất hoại, thực hành 6 ba la mật cho đến 18 pháp không chung, dùng trí tuệ biết thật tướng các pháp, tìm trong các pháp không thấy pháp nhất định gọi là Bát Nhã Ba La Mật, cũng không thấy danh tự Bát Nhã Ba La Mật, lại không thấy Bồ Tát và danh tự Bồ Tát. Dùng trí tuệ ấy phá các phiền não vô minh vân vân, dùng trí tuệ không thấy cũng không thấy ấy phá tầm chấp trước Bát Nhã Ba La Mật, danh tự Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát, danh tự Bồ Tát thông đạt vô ngại thật tướng thanh tịnh của các pháp. Bồ Tát được trí tuệ như vậy, hoặc thấy hoặc nghe hoặc nghĩ đều như biến hóa, hoặc nghe thấy nghĩ đều là hư dối, vì vậy nên không chấp trước sắc vân vân. Chú trong trí tuệ vô ngại ấy tăng ích 6 ba la mật, và Bồ Tát vị để có lợi ích như vậy. Một chương này Bồ Tát tự dạy Bồ Phật dạy Phật tự dạy Bồ Tát quán sát như vậy. Tiếp chương sau có người cho rằng Phật phần nhiều nói pháp không, nên trở lại hỏi Tu Bồ Đề.
Nếu các pháp chẳng không, thầy có thể có một pháp nhất định là Bồ Tát Chăng, nghĩa là xác lập Bồ Tát Chăng cho đến như như là Bồ Tát Chăng. Tôi Bồ Đề nghĩ rằng các pháp hòa hợp nên có Bồ Tát, ta làm sao nói có một pháp nhất định là Bồ Tát? Vì vậy nên nói, thưa không, bạch Thế Tôn, vì tu Bồ Đề khéo chứng đắc chúng sanh không, nên Phật dạy, lành thay, Bồ Tát biết chúng sanh không, không thể có được, cần nên thực hành bát nhã ba la mật, sắc là Bồ Tát nghĩa cho đến vô tác rốt ráo không cũng như vậy. Tu Bồ Đề vào trong các pháp không sâu xa, không nghi hoặc, nên có thể lợi ích cho các Bồ Tát, cho nên Phật tán thán, lành thay, phép của Bồ Tát là phải học bát nhã ba la mật, hết thảy pháp không, không thể có được. Như Tùng Bồ Đề nói, con không thấy pháp ấy và danh tự là Bồ Tát. Phật dạy, chẳng phải chỉ riêng Bồ Tát không thể thấy mà hoàn toàn không có pháp thấy pháp, pháp tánh vô lượng không thể thấy. Thế nên các pháp không thấy pháp tánh, các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh không có tự tánh, rốt ráo không nên pháp tánh không thấy các pháp, sắc tánh không thấy pháp tánh không thấy sắc tánh, cho nên thức tánh cũng như vậy. Năm uẩn tánh cùng pháp tánh đồng danh nên gọi là tánh. 12 xứ, 18 giới, pháp hữu vi, pháp vô vi cũng như vậy. Lược nói nhân duyên, lìa tánh hữu vi không nói được tánh vô vi, lìa tánh vô vi không nói được tánh hữu vi, vì trong hai pháp ấy bao gồm hết thảy pháp. Bồ Tát ấy tuy không thấy hết thảy pháp, cũng không sợ hãi, vì cớ sao? Vì có chỗ thấy, có chỗ không thấy, thời có sợ hãi. Nếu hoàn toàn không thấy gì, thời không sợ hãi, đó là năm uẩn cho đến 18 pháp không chung. Hỏi, nếu Phật đã nói nhân duyên không sợ hãi, sao Tu Bồ Đề còn hỏi lại? Đáp, Tu Bồ Đề, nếu bảo các pháp hoàn toàn không, không có gì, thời sợ đọa vào tà kiến. Vì cớ sao? Vì đệ tử Phật cho được chánh kiến nên gọi là người hành đạo. Làm sao nói hoàn toàn không thấy gì? Phật biết tâm Tu Bồ Đề cho nên nói hết thảy tâm tâm số pháp không thể có được, không thể thấy nên không sợ. Người phàm phu muốn vào trong không, thấy tâm tâm số pháp có thể có được, còn ngoại pháp không thể có được nên sợ hãi. Còn Bồ Tát cho tâm tâm số pháp là hư dối không thật, quả báo điên đảo, không thể chỉ cho người thật sự nên không sợ hãi. Do nghĩa ấy khác nhau cho nên còn hỏi lại. Hỏi, nếu như vậy cớ sao còn có câu hỏi thứ ba? Đáp, tâm tâm số pháp có thể thấy được ở trong ý thức, ý và ý thức là cội gốc của tâm tâm số pháp. Vì cớ sao? Vì trong ý thức phân biệt nhiều nên sinh sợ hãi. Còn năm thức thời khắc quá ngắn không phân biệt được gì, muốn phá cội gốc sợ hãi cho nên còn hỏi lại không lỗi. Nếu Bồ Tát hành bát nhã ba la mật được như vậy, thời tuy không thấy bốn việc là Bồ Tát danh tự Bồ Tát bát nhã ba la mật, danh tự bát nhã ba la mật, mà có thể do ba nhân duyên nên không sợ, tức là dạy cho Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật, hoặc chỉ liễu giải tướng Bát Nhã Ba La Mật ấy là hành Bát Nhã Ba La Mật, không từ mười phương cầu, cũng không ai cho, cũng chẳng phải như vàng bạc vật báu do sức cầu mới được. Giải thích phẩm khuyến học thứ 8, kinh Đại Bát Nhã ghi phẩm nhập ly sinh thứ 7. Kinh, bấy giờ tuệ mạng Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát, Ma Ha Tát muốn đầy đủ thí ba la mật, hay học bát nhã ba la mật, muốn đầy đủ giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, hãy học bát nhã ba la mật. Bồ Tát Ma Ha Tát muốn biết sắc, hãy học bát nhã ba la mật, cho đến muốn biết thức, hãy học bát nhã ba la mật, muốn biết nhãn cho đến ý, muốn biết sắc cho đến pháp, muốn biết nhãn thức cho đến ý thức, muốn biết nhãn xúc cho đến ý xúc, muốn biết nhãn và xúc làm nhân duyên sinh thọ cho đến ý và xúc làm nhân duyên sinh thọ, hãy học bát nhã ba la mật. Muốn đoạn dâm độ si, hãy học bát nhã ba la mật. Bồ Tát Ma Ha Tát muốn đoạn thân kiến, giới thủ, nghi, dâm dục, sân nhuế, sắc ái, vô sắc ái, trạo mạn, vô minh, vân vân, tất cả kiết sử và triền, hãy học bát nhã ba la mật. Muốn đoạn bốn phược, bốn kiết, bốn điên đảo, hãy học bát nhã ba la mật. Muốn biết người thiện đạo, muốn biết bốn thiền, muốn biết bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, hãy học bát nhã ba la mật. Bồ Tát Ma Ha Tát muốn vào giác ý tam muội, hãy học bát nhã ba la mật. Muốn vào sáu thần thông, định chín thứ lớp, siêu việt tam muội, hãy học bát nhã ba la mật. Muốn được tam muội sư tử du hí, hãy học bát nhã ba la mật. Muốn được sư tử phấn tấn, muốn được hết thảy môn đà la ni, hãy học bát nhã ba la mật.
Bồ Tát Ma Ha Tát muốn được tam muội thủ lăng nghiêm, tam muội bảo ấn, tam muội diệu nguyệt, tam muội nguyệt tràng tướng, tam muội hết thảy pháp ấn, tam muội quán ẩn, tam muội tất pháp tánh, tam muội tất trụ tướng, tam muội như kim cang, tam muội vào hết thảy pháp môn, tam muội vương tam muội, tam muội phương ấn, tam muội tịnh lực, tam muội cao xuất, tam muội rốt ráo vào hết thảy biện tài, tam muội vào hết thảy tên pháp, tam muội quán mười phương, tam muội ấn các môn đà la ni, tam muội hết thảy pháp không quên, tam muội ấn nhiếp hết thảy pháp tụ, tam muội hư không trụ, tam muội ba phần thanh tịnh, tam muội không thối hít thần thông, tam muội xuất bát, tam muội tướng các tam muội tràng. Muốn được các môn tam muội như vậy, hãy học bát nhã ba la mật. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn làm mãn nguyện hết thảy chúng sinh, hãy học bát nhã ba la mật. Luận hỏi: trong phẩm đầu đã nói muốn được có các thứ hãy học bát nhã ba la mật, sau này còn nói lại. Đáp: trước chỉ tán thán muốn được các công đức ấy hãy học bát nhã ba la mật mà chưa nói bát nhã ba la mật. Này đã nghe ý vị bát nhã ba la mật, nhân đó muốn được các công đức khác là sáu ba la mật vân vân, hãy học bát nhã ba la mật. Lại nữa, truyền dùng các nhân duyên nói các pháp không, có người cho rằng Phật pháp dạy đoạn diệt không còn làm gì, vì rất mối nghi của người ấy nên nói muốn được các công đức bố thí vân vân, hãy thực hành bát nhã ba la mật. Nếu bát nhã ba la mật thật không có gì đoạn diệt thì không nên nói, nên thực hành các công đức bố thí vân vân, bằng có trí nói cớ gì trước sau trái nhau. Lại nữa, trước nói rộng đây nói được, kia là Phật nói, đây là Tu Bồ Đề nói. Lại nữa, bát nhã ba la mật thâm diệu cho nên nói lạ, ví như tán thán công đức tốt nên nói lành thay, nghĩa của sáu ba la mật như trước đã nói. Biết năm uẩn là thấy nó vô thường khổ không tưởng tướng chung tướng riêng vân vân, sáu căn sáu trần sáu thức sáu xúc sáu thọ cũng như vậy. Hết thảy sự trói buộc ở thế gian chính thọ là chủ, do thọ nên sinh các kiết sử, thọ vui sinh tham dục, thọ khổ sinh tham nhuế, thọ không khổ không vui sinh ngu si. Ba độc là nhân duyên khởi lên các phiền não và nghiệp, vì vậy nên chỉ nói thọ. Các tâm số pháp khác không nói đến là tưởng thức niệm vân vân. Ba độc mười kiết các sử các truyền cho đến 18 pháp không chung như trước đã nói. Tam muội giác ý, tam muội siêu việt, tam muội sư tử du hí, các tam muội ấy của Bồ Tát sau sẽ nói. Muốn làm cho hết thảy chúng sinh mãn nguyện trước đã nói. Kinh: muốn được đầy đủ thiện căn như vậy, thường không đại ác thú, muốn được không sinh nhà bờ tiện, muốn được không trú ở trong địa vị thanh văn bích chi Phật, muốn được không đoạn Bồ Tát đành. Kinh Đại Bát Nhã ghi đối với Bồ Tát đành chọn không thối đoạn, hãy học Bát Nhã Ba La Mật. Bấy giờ Tuệ Mạng Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề, thế nào gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát đoạn đành? Tu Bồ Đề nói: Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát không dùng phương tiện thiện xảo, thực hành sáu ba la mật, vào không vô tướng vô tác tam huệ, cũng không đạt địa vị thành phần bích chi Phật, cũng không vào Bồ Tát vị, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát pháp ái sinh nên đoạn đảnh. Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề, thế nào gọi là Bồ Tát sinh? Tu Bồ Đề đáp Xá Lợi Phất rằng, sinh gọi là pháp ái. Xá Lợi Phất nói, thế nào gọi là pháp ái? Tu Bồ Đề nói, Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành bát nhã ba la mật, sắc là không mà lãnh thọ ước niệm ái trước, thọ tưởng hành thức là không mà lãnh thọ ước niệm ái trước. Xá Lợi Phất, ấy gọi là thuận đạo pháp sinh ái trước. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát sắc là vô tướng mà lãnh thọ ước niệm ái trước, thọ tưởng hành thức là vô tướng mà lãnh thọ ước niệm ái trước, sắc là vô tác mà lãnh thọ ước niệm ái trước, thọ tưởng hành thức là vô tác mà lãnh thọ ước niệm ái trước, sắc là tịch diệt mà lãnh thọ ước niệm ái trước, thọ tưởng hành thức là tịch diệt mà lãnh thọ ước niệm ái trước, sắc là vô thường cho đến thức, sắc là khổ cho đến thức, sắc là vô ngã cho đến thức mà lãnh thọ ước niệm ái trước, ấy là Bồ Tát thuận đạo pháp sinh ái trước.